Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Minecraft. Ok, hôm nay mình sẽ đi đào kim cương các bạn. À, mình nghe giang hồ đồn đại đó là ở xung quanh núi lửa thường là có rất là nhiều kim cương, hột sòn, trân châu, mã não. Và hôm nay mình quyết định đó là đi đào kim cương để xem có cái viên kim cương nào ở đây không. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và mọi người thích mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái trò gì thì đừng quên comment bên dưới video luôn. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Ôi cái gì vậy? Cái gì mà nó bốc hơi lên vậy? À thì ra là nham thạch, nó nóng quá nó bốc hơi các bạn ơi. Ok, chúng ta lụm tốc độ luôn. Ồ, có đá đá đỏ nữa nè các bạn. Ơi cẩn thận. Cái này lọt dưới cái là coi như là nướng luôn, thành gọi là HNT nướng luôn. Ok. Ồ, chúng ta đào được đá 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 đỏ trên luôn nè. Nó đá đỏ luôn. Ồ, nó rớt luôn hai cục. Đó. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Đào muốn sập cái cúp luôn. Đào là muốn gãy cúp luôn. Ồ, ra đá đỏ nhiều vậy. Đào mà nó kêu cục 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 luôn á. Ok, không biết mình lụm nó ra cái gì đây. Ồ, 34 cục đá đỏ. Ghê vậy. Mới đào có xíu thôi mà. Đào tốc độ kinh hoàng luôn. Nó cái cúp mình nó muốn gãy hay sao mà nó kêu cục 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 quá chừng luôn các bạn ơi, rung rung luôn á. Ok, xem nào, và chúng ta đang quậy với tốc độ nhiệt tình luôn. Cuối cùng đào nãy giờ không ra cục kim cương nào hết vậy ta. Cái quá trình đi tìm kim cương này gọi là rất là gian khổ, khó khăn, cực khổ luôn á. Ok. Và các bạn đừng quên cho mình một like và chia sẻ ủng hộ mình với nha. À, mọi người thích mình làm về cái gì trong cái game Minecraft này thì đừng quên comment luôn. Mình rất là nhiệt tình nghe anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái nhiệm vụ cao cả, đó là lắp lắp nham thạch lại để ơi cẩn thận. Trời ơi nguy hiểm. Ơi lọt dưới một cái là coi như là thành HNT nướng luôn á. Ok. Đó mấy cục nham thạch này nó ghê lắm. Nó gọi là nó nướng mình tốc độ luôn. Ui nguy hiểm quá các bạn ơi. Đằng kia là có đá đá đỏ rồi, mình lắp lại mình lại mình đập đá đỏ chơi. Đó, ok. Rồi rồi, rồi. Chượng lỗ cho sáng. Tắt cái lỗ là tối thui luôn. Ok, đốt cây đuốc lên. Đó, đốt đuốc các bạn ơi. Đá đỏ đâu rồi? Đó, cục đá đỏ. Ôi đá đỏ đây nhiều quá vậy. Mình hốt được 34 cục đá đỏ các bạn. Đó. Ô, cái cục đá đỏ này đập một cục. Ôi, trên đó có sắt cơ. Trời ơi, đang gọi là thiếu sắt luôn. Đó, chúng ta đào một mớ. U, quá chừng sắt luôn các bạn ơi. Hôm nay cái chuyến thám hiểm của chúng ta không hề gọi là vô ích. Chúng ta gọi là lụm về chế đồ. Ok, hình như là dường như xung quanh còn khá nhiều hàng. Chúng ta đang truy tìm kim cương hột sòn luôn. Xem nào xung quanh này còn cái viên kim cương hột sòn nào nó trốn giấu không. Ok tốc độ luôn các bạn ơi. Ồ đây toàn là đá không vậy nè. Đào là đào đắm đuối luôn, đắm đuối như tà lá chuối luôn nhưng mà vẫn không thấy kim cương. Vậy mà giang hồ đồn đại đó là ở gần nham thạch là sẽ có kim cương. Này là quá sai lầm rồi. Ok chúng ta tiếp tục đào coi nó sẽ đi đến đâu. Ồ có đuốc luôn, mình chuẩn bị tới gọi là mấy chục cây đuốc luôn các bạn ơi. Chúng ta chơi là khỏi lo về thiếu đuốc, thiếu cúp luôn. Đem theo 3 4 cây cúp luôn. Lần này là mình quyết định đào bằng được kim cương thì thôi. Ok, các bạn hãy cùng chờ đợi xem. Ơi, nham thạch. Nguy hiểm, lọt dưới là thành dùm HNT nướng liền. À, xung quanh đào xung quanh xem có kim cương không. Đó, nham thạch là thường thường xung quanh nó phải có kim cương hay cái gì đó các bạn ơi. À, chúng ta đừng có bấm cái nút tới nha. Bấm một phát là coi như là xác định luôn á. Ôi, không có. Nham thạch nhiều quá. Nham thạch nhiều là phải có cái gì đó chứ. Cố lên nào anh em. Chúng ta đang gọi là đào bấy nhầy luôn. Đào là bấy quá cái vùng này luôn. Ok, ơi gãy cúp luôn. Đào gọi là gãy cúp luôn rồi. Ồ, đá đen hả ta? Hình như là đằng kia có đá đen. Ok, đá đen các bạn. Một loại đá mới và cái đá này rất là chắc luôn á. Ok, xem xung quanh đây có kim cương không nào.
Đá đỏ. Không phải. Đúng là cái vùng này nhiều nham thạch quá. Quá tuyệt vời luôn, chúng ta đang hồi hộp chờ xem có hàng khủng nào xuất hiện không. Đó, coi nào, tập trung nào anh em. Yahoo. Ok, đào gọi là bấy nhầy hết luôn rồi. Gọi là đào gọi là tốc độ gãy cúp luôn. Đào tới nỗi mà. Dưới là đá đen. Hấp dẫn, hấp dẫn. Ui, chúng ta gọi là không không dám đi xuống dưới đó luôn rồi. Nguy hiểm lắm. Ui, đá đen này các bạn. Đá xanh luôn, có đá xanh luôn. Chúng ta gọi là bấy nhầy luôn. Cái chỗ này là cái chỗ gì vậy? Ok. Xây đường đi qua các bạn ơi. Đó, gọi là chúng ta tốc độ luôn á. Ở trên là có thang luôn. Sao mà kéo nó không chịu ra vậy này? Chắc là cái cục đó nó cản mình rồi. Một là phải giác hàng đập nó quá. Ok, chui lên đây là được tới đây luôn rồi. Coi nào. Mình chỉ còn có hai cây cúp thôi các bạn. Nguy hiểm quá. Sơ sẩy đập đập đá đào tới mức mà đào gãy cúp luôn. Đào tốc độ luôn. Ok, chúng ta đi thám hiểm tiếp thôi nào. Đào nãy giờ. Ừ, có con zombie. Ủa, con ấy rồi, hốt nó. Chứ làm sao đây, kiếm đâu. Đập nó. Trời ơi, bất chấp luôn. Rồi, banh. Nó nổ một phát là mình mất cái khúc máu vậy đó. Ok, chúng ta đi thám hiểm cái hang này thôi. Lúc nãy là cái chỗ để đào hoài không thấy. Ok, để mình xem. Cái chỗ này, cái chỗ. Cái hang này hơi bị sâu. Và dường như mình đã đi tới chỗ đó rồi hay sao, dưới có ánh đèn. Đó, dưới có ánh đèn là dường như là mình đã tới chỗ đó rồi. Đó, tại vì mình đi đâu là mình cắm đuốc ở đó. Ấy da. Lại một cái hang mới nữa. Sao cái khu này nhiều hang thế không biết. Ok. Trời ơi, đuốc cắm gọi là tự lừa hột dưa luôn. Hang. Sắt. Đi tìm nãy giờ cuối cùng ra được sắt. Không ra được kim cương. Được hai cục sắt các bạn ơi. Cái đào và đào sắt về làm cúp để đi đào kim cương hột xoàn. Sắt là một cái nguyên liệu không thể thiếu trong cái cuộc hành trình của chúng ta luôn. Ok, đằng kia là đá xanh. Đá này đá xanh. Tốc độ luôn. Đá đẹp vậy ta. Đá này ăn được không? Quên nữa, đá chắc ăn không được rồi. Ok. Tiếp tục cuộc hành trình thám hiểm rồi nào. Đi nào, đi nào. Cắm đuốc rồi lên cho sáng nhà, sáng cửa. Đi một hồi là mình không biết đường về luôn, các bạn có việc yên tâm. Mình cái gì chứ chơi cái này rất là bá đạo luôn. Đâu rồi, đường đâu rồi. Sắt, sắt, có hai cục sắt rồi. Tốc độ luôn. Ít ra phải gọi là sau một chuyến đi chúng ta phải có được cái gì đó đem về chứ. Chứ đi không về là không được. Đâu rồi, đi kiếm kim cương hột xoàn tiếp coi nào. Sao gì đâu mà cái chỗ này dục đuốc mà khỏi dục không được luôn á. Nham thạch nữa. Một cái vùng mới các bạn ơi. Lại là nham thạch nữa. Chúng ta sẽ làm đường để đi qua bên đó mới được. Đá đâu rồi? Lót đá đi qua nham thạch cái kiếm hàng. Có sắt đằng kia nữa rồi. Đó, đằng kia có sắt luôn. Có hai ba cục sắt đó luôn kìa. Lấy cúp đào sắt rồi, sắt nó lọt đè lọt nước sao ta? Lọt nước trơn rồi. Mình định nhảy xuống mình lụm. Ok. Cẩn thận đào xuống nham thạch như ăn hành luôn. Cái gì chứ? Cái gì? Nham thạch, nham thạch. Này là than. Cẩn thận dùng này có mấy con zombie nhảy ra nó hốt mình, coi như là xác định luôn á. Cái gì vậy? Nhanh vậy? Tốc độ luôn á. Thì ra chặn dòng nước một phát là nước nó không có chảy nữa. Ok, xuống lụm sắt. Hai ba cục ở dưới luôn. Không xuống được. Cái lỗ nhỏ quá không chui được. Ok, lui chui được mà. Đây là dòng 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 nham thạch. Dòng nước đâu đây vậy? Thằng nào chơi dục nước chảy đây vậy? Lấp lấp lỗ châu mai. HNT đang gọi là lấp lỗ châu mai các bạn ơi. Đằng kia là bầu trời sáng trưng luôn. Nước mà có một ô thôi mà nó cũng vẫn chảy khí đấy. Trời ơi. Dục đá lên cỡ vậy luôn nhưng mà nó vẫn không lấp được rồi. Tức chế ghê. Nó chỉ có một cái lỗ nằm trên đó thôi mà.
lắp lại lắp lại lắp lại không được, vẫn không chịu lắp. Nó chạy rồi, nó chạy rồi, nó chạy vô mặt mình rồi, nó chạy vô mặt luôn rồi. Cái chạy gì mà ghê vậy, nó chạy từ lưa hột dưa luôn rồi, ức chế quá. Gọi là lắp lỗ mà lắp cái lỗ cho mai, mà lắp chỗ này nó chạy chỗ khác. Ôi rồi thôi thôi, đá đè đá đè. Ôi ức chế. Ok rồi, chúng ta mò lên đây coi coi tình hình nham thạch đây chỗ nào thế nào các bạn. Xung quanh đây có kim cương gì không? Ok, ở đây không có thấy gì vậy ta. Ok. Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và anh em muốn mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái gì trong cái game Minecraft này thì đừng quên comment bên dưới video luôn. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu cho làm cho anh em xem. Và đây là khối nham thạch các bạn, một khối nham thạch khá là bự luôn. Ok. Mọi người đừng quên chia sẻ video ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đây là kim cương các bạn ơi. Ha ha, chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy được kim cương rồi. Quá tuyệt vời. Oh yeah. Bây giờ mình sẽ đây rồi, được hai cục kim cương luôn. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Cuộc hành trình hôm nay của chúng ta đã nhặt được một cái món quà khá là bất ngờ, đó là kim cương. Ok, bye bye mọi người. Đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh HNT Channel nha.